Rồi quay rồi phải không? Rồi rồi. Tôi hướng dẫn mọi người cách đặt đồ ăn trên app Go Việt. Không rõ là à đây đây, đây một bột chiên, ăn bột chiên phải không? Khuyến mãi có nó khuyến mãi giao miễn phí. Bột chiên bông sao ở gần cho ông nè, 0,57 km. Ủa một món một chiên rồi ta. Nuôi sò thịt bò. Sò tiên. Một chiên hai trứng phải không? Một chiên hai trứng phải không? Rồi. Bỏ vô. Hôm qua lại có đi chơi đâu không? Bấm vô đây, bấm vô cái nút xanh. Hàng, cái là nó quán này nó có giảm giá luôn, giảm giá vận chuyển luôn, trả tiền mặt 20 ngàn. À, tôi coi quay ông nè. Rồi rồi cứ tự nhiên đi. Rồi đã tìm thấy tài xế. Tài xế đang xa không ta, để coi cái quán ăn. À quán ăn đang đang trên cái tuyến đường này luôn mà giờ nó đang chạy xuống đây. Mình sẽ quan sát trên cái ứng dụng đặt đồ ăn luôn. Ở đâu vậy? Đây là cái màu à, đây là cái chấm màu đỏ này chính là cái quán ăn. Thì còn cái hình này là tài xế của Việt. Thì nó đang ủa sao nó không di chuyển ta? Rồi nó đang đang chạy xuống cái quán. Đây là trên app Go Việt mình có thể theo dõi cái bộ quạt đường đi của nó. Đây là tài xế, đây là nó sẽ có thông tin về tài xế. Đây là thông tin quán. Rồi tài xế nhắn tin cho mình nè, mình sẽ trả lời. Ok. Rồi mình sẽ nhắn tin tự động. Nhắn tin tại trên app thì nó có sẵn một cái số cái câu mà chào hỏi. Rồi mình sẽ bấm ok cho khách, giờ sẽ yên tâm đi lấy đồ. Nó nghe gì thôi, đợi 5 phút mà chị mới bỏ xôi vô còn hai gói. Mới bỏ. Đây mình đặt cho bạn của mình ăn. Đặt gì? 5 phút nữa mới có xôi hả con? Ừ. Sao kỳ vậy? Ở nhà bỏ, tại vì còn muốn xôi vô tại à, không trả. Ở nhà đem thịt vô hả? Ở nhà đem thịt tới hay sao? Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ theo dõi tài xế. Đừng có quay. Đừng làm ăn kia mình quay hoài. Tài xế ở đây đi chậm quá. Đoạn mình đói bụng quá đến nơi mà. À đây tôi cập nhật rồi. Đây cái điểm màu đỏ này là cái điểm mà cái quán ăn. Còn cái mà cái màu cam này chính là cái địa điểm mà nó sẽ giao tới. Hướng dẫn clip đang lấy hướng dẫn mọi người đặt đồ ăn của Việt mà. Đây là sẽ cập nhật cái trạng thái. Bây giờ là nó báo về là có nghĩa là nó báo tài xế tới rồi. Thì nó sẽ hiện là mình không được hủy. Trên cái app đó thì nó hiện cái tiến trình nó đi tới đâu rồi đó. Có 3 bước. Là di chuyển tới quán ăn, nhận đồ ăn và giao tới. Tài xế đang chắc đang đợi chiên bột chiên. Đây là xin giới thiệu cho mọi người, đây là cái app Go Việt. Cái app Go Việt đặt đồ ăn.
đợi sâu vậy. Đây là hướng dẫn mọi người luôn. Đây là app GoViet trên CH Play để đặt đồ ăn. Đúng rồi, giờ nó tiện dụng rồi đó. Đúng rồi, giờ cái gì cũng giao tận nơi đó. Tiền cước nó 15.000, bây giờ mình chạy từ đây đến kia 40 số mua, xong mình chạy về 40 số là 80 số. Mất thay vì 40 số nó mua đi 15.000. Cái hai bên bây giờ mình chịu đi tính nhật nhiêu đó rồi. Bây giờ người ta đi thì người ta đi có hướng 1 chiều, 1 chiều xuống người ta kiếm cước đi nữa. Sao? Cái này là gì? Điện thoại nó chút xíu là nó mát nhiễm luôn. Để đó, hay là chuyện tôi với ông. Lãnh chứ sợ. Không có đáng không? Công việc của người ta thứ lên ông quay vậy nó rất là kỳ không? Không thì quay xíu thôi, quay đồ với lại cho ông biết ông nhận đồ ăn. Công việc của người ta lên quay lên. Rồi rồi rồi. Để đợi xíu đã. Chưa đến bạn bè tôi lên với tôi nó cười thêm. Rồi rồi, đợi xíu đây là đồ ăn tới đã. 300 mét nữa sẽ cháy. Đây là tài xế đi quần quần rồi trời. Đẩy cái máy xong rồi chạy đi chụp tự cho máy đi chụp. Có 5 phút nữa mới có đồ ăn nữa rồi. À, 5 phút nữa. Dạ anh ăn một chiến đi. Không phải ở nhà giai đoạn tới sao? Sao 5 phút nữa có hay vậy? Mới tại vì xôi á hả bán là như đủ nhiều quá xôi nó có nhão quá nó không ngon. À. Trời, nó đi xuất tốt lốt đâu luôn ông ơi.